À, mọi người ơi, có ai vô chưa? Mọi người đi đâu hết rồi? Thu Hiếu, hello cô yêu dấu. Em ăn sáng chưa? Uống cà phê chưa? Nguyễn Vũ Quỳnh Khanh, Khanh đang làm gì vậy Khanh? Chào em. Hello cô yêu. Có yêu cô không mà cô yêu, cô yêu trong hết dịch hết sức à Khanh ơi. Mấy cô trò mình còn chụm chụm lại chơi với nhau chứ, bỏ cô mình buồn quá. Em đang uống cà phê. À, hôm nay mấy giờ dậy mà giờ giờ là Marie đã kết thúc à, nấu cơm xong luôn rồi đó. Dạ, gặp bánh mì chấm sữa rồi cô. Trời đất ơi, ráng nay cô không được một miếng bánh mì luôn. Tại vì cô rất là thích ăn bánh mì. Mà hả? Làm gì hôm nay, làm gì mà được có bánh mì mà ăn. Khổ ghê. Rồi Marie hôm nay Mary sẽ hướng dẫn nha, dẻ hoa hồng nha, dẻ hoa hồng treo nè, dẻ hoa văn, vẽ hoa văn nha. Biết khi nào mới được ăn cơm ké với cô. Cầu đi, cầu mong sao cho dịch nó hết đi, rồi cô trò mình lại được ở bên cạnh nhau nha. Chứ giờ nặng quá rồi. Bình Hưng Hòa không có chỗ thiêu luôn đó mọi người. Sợ chưa? Mọi người có sợ không? Chứ Marie là Marie rất là sợ luôn á. Mọi người đâu rồi? Vô tám với Marie đi. Đúng rồi, lẩu chầu lẩu bò nữa, đúng rồi, nhớ luôn á. Cô nói rồi. Hết dịch một cái là cô không có nấu cơm. Cô đi ăn ngoài cho đã. Trời ơi, người ta nấu là ăn là phải ngon hơn mình nấu rồi đó. Mình nấu đâu bằng người ta nấu, cho nên mình cứ mình đi ăn thôi. Gia đình em cũng bị nhốt hơn tháng luôn rồi cô. Ồ, chỉ có em hên 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 trùng về quê sớm nên còn tung tăng xíu. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, đỡ phải dọn dẹp. Ăn ăn sao cô có cái bệnh đó, cô lười lắm mấy đứa. Cô ăn xong mấy cô ghét làm lắm nha. Cô ăn xong cô muốn ngồi thảnh thơi. Cô ăn xong cô làm biếng, đứng lên làm gì lắm nha. Thích đi ăn à. Cũng nói cô chưa là phải làm dâu á. Cô mà làm dâu chắc má chồng cô á, chửi cô một ngày á. Không biết bao nhiêu lần trả về nơi sản xuất luôn. Khổ. Như ý Nguyễn, chào em. À, live giờ này là em nghe coi được đúng không? Em không có tám với người yêu đúng không? Đợi mình đi xíu, mình đi lấy miếng nước. Mình đi đã. Tuyết Anh, chào em. Tụi em khỏe không? Thu Hiếu chưa gì đã chia sẻ cho Marie rồi. Nè mấy đứa, mấy em nè, thấy cái khay màu ngày hôm qua Marie livestream ha, mà tin không? Cái màu nó vẫn còn ướt nè, cái màu nó vẫn còn ướt để mình xài được nè. Nó dữ ghê luôn mà giờ nó, mặc dù nó khô mà nó vẫn còn ướt nè, nó mới khô á. Ghê không?
Rồi bây giờ Mary cất mấy cái này đi ha. Mary sẽ vẽ treo. Mary sẽ vẽ hướng dẫn mọi người cách vẽ hoa hồng bằng treo nha. Thì mình sẽ cô có chồng là mộng chè lo hết cơm nước luôn. Cô chỉ việc kiếm tiền thôi. Cô giờ hả? Đây, đây nè, đó, hôm nay cô sẽ hướng dẫn mấy cái mẫu này nha. Mà thôi, cô đi tu rồi. Chồng con gì nữa mấy đứa ơi. Vướng bận lắm. Mặc dù số cô thì cũng không có phải chăm lo cho ai đâu. Cô có công việc của cô. Mình có thể mình nhờ người hỗ trợ mà. Cô đâu có thể nào đi la làm việc nhà được. Làm việc, tại vì mình cái tay của cô nó bị tai nạn á. Cho nên là nó yếu lắm mấy đứa. Cô không có xách cái gì mà trên 2 kg hết. Cô là ở trong nhà của Mary á, Mary là yếu nhất á. Cho nên là được các anh chị khi mà còn sống chung gia đình á, là cô được anh chị em là làm việc nặng hết cho cô luôn á. Nhiều khi tại bây giờ chị hai của cô bị bệnh rồi, chứ hồi đó, hồi trước cách đây 4-5 năm á, đi đâu bả vẫn chở đó. Đi đâu bả vẫn phải chở em bả đó. Chứ cô đâu chở được chị cô đâu. Dung Lê, nhỏ ăn cơm chưa nhỏ? Cơm nước ăn sáng chưa? Ăn sáng uống trà sữa chưa? Nay làm gì có ai bán trà sữa cho uống đúng không? À, cô lên top mấy cái mẫu này rồi cô hướng dẫn nó là vẽ. Hôm nay chắc cô hướng dẫn 2-3 mẫu gì đến nha. Để cho mọi người nắm ha. Rồi mọi người thích đi mẫu hoa hồng trước hay là đi hoa văn trước? Đi nào cũng được á, nó cô đúng hẹn ghê không? Mấy mọi người thấy cô đúng hẹn không? Cô ngồi cô nói chuyện với mọi người hồi xíu để đợi mọi người vô á. Vô rồi mình tám mình nói chuyện với nhau, mình trao đổi. Cô không dám bật nhạc tại vì biết làm sao không? Sợ nó dính bản quyền á. Rồi cái livestream của mình nó bị xóa đó mọi người. Hết tiền ăn sáng ha, qua đây cô cho tiền ăn sáng nè. Cô Mary lúc nào cũng có làm việc hết, đâm ra là kinh tế cũng ổn ha. Nhưng mà cũng thương mấy cái những cái hoàn cảnh mà người ta không có kiếm được tiền trong mùa dịch, nó thấy thương quá à. Nhất là phải đi thuê mặt bằng này nọ kia nữa. Thấy cô thì cô làm việc ở nhà thôi, tại vì cô không có được mở tiệm. Có tiệm ra rồi phải đi định cư mấy đứa. Rồi bây giờ là mọi người cho cô biết nè, ví dụ như giờ nè mình sẽ vẽ cái hoa hồng trước đi ha. Cái hoa hồng thì nó có cái mẫu như thế này nữa nè. Để cô Mary tìm nha. Để Mary tìm, Mary hướng dẫn mọi người ha. Thì nó cũng không có gì là quá khó hết. Thật ra mấy bạn biết làm sao không? Cái mấy cái hoa văn này á, là mình mà làm được á, là sẽ rất là ok đó, mình dễ kiếm tiền, mình kiếm tiền nó nhanh hơn. Chứ mình đừng có học cái gì cầu kỳ quá. Học nhanh gọn lẹ rồi lấy được tiền xong. Chứ rồi đâu rồi, chắc cho mẫu rồi. Chắc cái mẫu hoa hồng đó cô Mary cho người ta mẫu rồi. Cho nên là không có còn thấy nó nằm ở đây nữa. Học trò của cô hay cho mẫu lắm. Đây, đó lát nữa cô Mary sẽ hướng dẫn mọi người những cái này nha. Như ý nguyện. Chào em. Rồi, bây giờ là những cái mẫu này nè. Mình sẽ vẽ bằng cái treo đen ha mọi người. Mình sẽ vẽ bằng cái treo đen. Những cái này là chắc cô cho Vân Neo, Vân lớp trưởng rồi. Tan nó vô nó khanh mà không thấy nó đâu, chắc nó đang ngủ. Nhỏ này nó ngủ dữ đi.
Rồi, mọi người thấy nếu mà nó cái live stream này mà hữu ích cho mọi người á, mọi người nhớ share giùm bài giùm cho Mary nha. Đây, có một bạn share giùm cho Mary đây đó, để mà Mary được nhiều người biết đến mà hơn và cũng nhiều người học hỏi được hơn ha. Thì bây giờ là mình sẽ đi rửa cọ. Mình rửa cọ xong rồi là mình nhúng nè. Đây là cái hũ hũ treo của mình ha. Đây, khi mà mình vô một cái là mình phải 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 nhúng, là mọi người nhìn nè, mọi người thấy rõ không? Mọi người là nhúng cho nó đầy đủ luôn ha, nhúng cho nó gần 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 lên tới trên cái cổ cọ luôn đó, cái gần trên cái phần mà đây nè, cái phần này đó, gần lên trên luôn ha, chừa ra một 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 ô ly thôi, một ô ly tập đó, không mọi người lại vuốt treo ra đó, mọi người lại vuốt treo ra ha. Rồi mọi người, rồi bây giờ Maria đi làm ha. Thì mình sẽ vẽ cái hoa hồng trước đi, mọi người vẽ cái hoa hồng trước cho Mary ha. Thì mình sẽ lấy một giọt treo nè, để Mary zoom lên tí nha. Rồi đó. Mọi người nhìn thấy rõ không ạ? À? Ồ, sáng nay sao vậy, mọi người đi đâu hết? À chắc là mọi người còn đang ngủ. Rồi mình sẽ lấy một giọt treo, sau đó là mình sẽ lấy một giọt treo. Rồi mình sẽ để vô nè, mình đã để vô nè, mình để cho nó có cái dấu tròn. Xong rồi mình nghiêng nè, mình nghiêng cái cọ nè đó, mình đánh nó nhẹ 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 qua đó, mình sẽ được một cái phần bên trong của cái nụ hoa hồng ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cục treo nữa, mình sẽ lấy rồi mình để ngay ở cái khoảng mà nó không có nè, nó ngay cái khoảng trống nè, mình để xuống ha. Rồi bắt đầu mình kéo ra, nhưng mà mình kéo mình đừng có kéo tròn, mình hơi rung rung cái cọ mình hơi rung rung cái cọ nè. Rồi xong khi mà mình ôm nó vô được cái phần nụ bên trong rồi, đúng không? Thì bắt đầu mình quay qua bên kia mình đánh tiếp nè, thấy không? Đó. Rồi chỗ này mình cho nó nhọn nhọn xíu, mình chỉnh chỉnh cho nó hơi nhọn nhọn xíu, nó đừng có tròn mọi người, nó tròn nó không đẹp đâu. Bên Kiều Nguyễn chào em. À, tụi em khỏe không? Rồi tiếp tục mình sẽ đặt một cái cục treo thứ ba vào cái phần mà nó tiếp nối. Và cái phần mà nó tiếp nối nó không có, nó mỏng mỏng á mọi người. Đó, rồi mình lại quay qua bên đây. Mình rung rung cái cọ nè, mình rung rung mình đè cái cọ ra nè. Đó, rồi mình kéo nó nhẹ nhẹ nhẹ. Mình sẽ được những cái cánh hoa hồng. Cái cánh hoa hồng thì nó hơi to xíu nha mọi người. Và mọi người nhớ rung để cho nó có cái độ mà tự nhiên á. Đó. Đó, mọi người thấy là mình sẽ được cái cánh thứ ba rồi ha. Rồi bây giờ giữa hai cái điểm tiếp giáp á, thì mình cứ cho vô. Giữa hai cái điểm tiếp giáp là mình cứ cho, mình để mạnh vô nè. Mình để mạnh, mình đi là mình hơi rung rung nhẹ cái tay nha. Đó, mình rung và mình vừa rung mà mình vừa dỡ từ từ cái cọ, mình đừng có đè lực xuống nữa, mình dỡ lực lên để mình kết thúc á mọi người. Đó, rồi mình kéo mình bo qua đây luôn. Đó, mình sẽ được những cái này thì nó đơn giản, nó dễ kiếm tiền lắm mọi người ha. Cho nên là mình ráng nha, mình học những cái đơn giản trước đi. Rồi ở đây là giữa hai cái điểm tiếp giáp với nhau á, mình lại cho một cục treo đó, rồi mình rung rung mình kéo lên, rồi mình lại nghiêng qua đây, mình lấy treo nó còn nằm ở trong này nè, mình đánh nó ra để nó một cục trong đó, nó lát nó hơi nó cũng lâu lắm á nha. Mình kéo nó ra, mình cho nó răng 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 ra. Rồi đó mọi người thấy nè, cái hoa hồng của mình dần dần nó sẽ hình thành ha. Rồi ở đây thì mình nó còn hơi nè, những chỗ tiếp giáp này bây giờ nó chưa có, nó bị dạng như nó bị lép lép bên đó đó, thì mình lại cho một cục treo nữa, mình lại cho một cục treo mà mình đánh mình răng răng nè, rồi mình lại nghiêng qua đây. Rồi tới đây là mình thấy cái hoa hồng của mình nó tương đối rồi đó. Rồi bây giờ là mình sẽ làm những cái lá ha, mình sẽ làm những cái lá bên đây nó hơi móp móp xíu nè, mình cho thêm một cánh nữa là đủ. Đó, mình rung rung nhẹ 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 nha.
rung 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 đó, rồi xong rồi đó nó tròn rồi ha. Thì bây giờ mình cho nó lá, thì nó có nhiều kiểu lá nha, thì Mary sẽ cho đi lá kiểu này. Mình để mạnh giọt nước xuống nè, mình kéo nhẹ xuống, rồi đây là mình được một cái giọt nước dài. Rồi mình lại đi lên đây, mình đặt một cái giọt nước nữa đó, nó nối vô ha. Rồi rồi xong rồi mình lại đi qua bên đây, mình đi qua bên đây mình cho nó một giọt nước dài và nó kéo luôn, nó kéo luôn ha. Rồi mình nối hai cái đầu này lại là mình sẽ được một cái lá, thấy không các em? Thấy nè, ok ha. Erica, hello, how are you? Đó, rồi xong. Bây giờ thì mình lại cho bên đây một nhánh nữa. Đó, cái lá của nó thì nó có nhiều dạng ha. Đó, mình cứ để từ từ vô ha. Rồi, là mình được một cái lá. Rồi bây giờ mình lại quay bên lên trên này. Mình cho nó một cái lá ở trên này nữa. Nó kéo nó nhẹ 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 đó. Rồi. Mình lại để ở dưới này sát vô nha, mình để sát rồi mình cho nó chụm cái phần đuôi luôn đó. Đó, rồi mình lại kéo cái phần này ra, kéo cái phần này ra ha. Đó là mình sẽ được những cái lá, nó cũng đơn giản mà nó cũng dễ thương. Khi mà mình để cái giọt nước vô, mọi người nhớ nha, mọi người nhớ là mình lực của mình xuống là nó phải mạnh nha. Rồi từ từ mình mới nhấc cái cọ lên mình đi. Đó, mình sẽ được cái cánh thứ hai ha. Rồi ở đây á, thì mình sẽ cho nó thêm một nhánh nữa, nó cũng ôm sát vô luôn rồi. Rồi và ở đây mình cho nó ba cái chấm bi, một chút xíu chấm bi á mọi người, ok chưa nào? Rồi ở đây thì mình cho, mình thích thì mình cho, còn không thôi đến đó kết thúc được rồi nha. Đó, mình đã cho nó những cái điểm này, mình những cái giọt nước dài như vậy. Ở dưới này thì mình cho nó một chút xíu lá cũng được. Đó, mình để mấy cái lá nhỏ 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 nhỏ. Rồi, mình cứ vuốt nó lên nhẹ nhẹ nhẹ. Đó, thì như vậy là mình đã kết thúc được một cái mẫu rồi đó mọi người. Mọi người thấy là nó đơn giản không ạ? À? Mai chừng Mai khỏe không? Mai ở bên đó sao rồi, Mai đi làm chưa? Trời, hôm nay coi livestream của Mary nữa, mình nói mấy giờ rồi trời ơi. Mọi người á hả, cũng nhắc Mai á, nhắc nó trời ơi Mai đi là đúng lúc luôn, lúc mà Sài Gòn nó đang bị thất thủ như vậy á, giống như là mình khó khăn như vậy á, mà Mai đi được rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mẫu này nha mọi người. Không thấy mọi người hỏi gì quá nhanh cô ơi. Dương gia chị có bán nha, nhưng mà hiện thời bây giờ đang phải dừng lại để mà bị phong tỏa rồi nha. Rồi bây giờ là Mary sẽ qua tiếp cái mẫu nha. À, quá nhanh cô ơi, 5 phút. Cái này là cô là Mary vừa vẽ, Mary vừa nói chuyện á, đúng không? Chứ nếu mà như Khanh mà ngồi đứng bên cạnh mà Khanh chứng kiến là thấy nó còn khác nữa Khanh ha. Cho nên là mọi người cố gắng tập nha. Tiết Lượng Nguyễn, trời ơi thả tim cho chị Mary quá trời. Uống cà phê chưa? Rồi bây giờ thì Mary sẽ hướng dẫn cái đi cái bố cục ha. Thì cái bố cục này nó Mary sẽ hướng dẫn mọi người những cách đơn giản nhất, rồi không có đi những cái phức tạp nữa, cuối cuối bài mới đi phức tạp. Thì bây giờ mình sẽ đi ở đây, mọi người sẽ phải hiểu được đây là một hình chữ V, nó nở ra và ở đây là hai cái nửa vòng tròn ha. Mình sẽ định hình mình đi cái phần này trước ha, rồi mình mới đi cái phần trên kia sau. Rồi mình cũng sẽ lấy một giọt treo, mình lấy một giọt treo ha. Rồi để mạnh xuống nha, hơi vòng cái lưng lên, hơi vòng cái lưng lên và kết thúc là mình dở cọ đó. Mình sẽ đi được, mình sẽ phải đi được nét thanh nét đậm. 9:30 tuần sau em đi học nail. Mình biết rồi á, mình đi học cũng nhanh thôi. Vân Neo mới ngủ dậy hả? Cục vàng. Lớp trưởng mới ngủ dậy hả lớp trưởng?
Rồi bây giờ mình sẽ lấy từ ở chỗ này nè mọi người. Nó có cục treo nè, mọi người hơi banh cái cục treo ra rồi mọi người kéo đưa ngang cái cây cọ nè. Rồi nhấc cây cọ lên để cho nó được cái mũi nhỏ nhỏ ha. Rồi, ok ha. Mình ở đây mình sẽ đánh cho nó một chút xíu cái đi học có gì vui kể nha, kể cho lớp nghe nha. Rồi, ở đây mình đặt một cục treo nhỏ nữa. Đó, thấy chưa? Ở đây cũng là một cục treo nhỏ nữa. Rồi. Nhớ mai quá trời. Vân ơi, hôm bữa chị Mai có gửi cho Vân đồ đó Vân ơi. Rồi, ở đây bây giờ mình lại đi một cái nét nó dài hơn xíu nữa ha. Nó dài nè, nó dài mình để đây nè. Mình để nó dài ra một xíu. Đó. Rồi mình đi nét mỏng lại. Rồi mình lại quay qua đây, mình cho cái này nó dài một xíu ha. Và cái cục treo của mình cái này thì nó hơi nhỏ. Mình sẽ muốn banh nó ra một chút xíu. Thì mình bỏ mình chồng thêm thôi ha. Rồi mình đã được cái bố cục ở dưới rồi đó. Rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ quay lên trên. Mình lấy một cục treo hơi lớn tại vì cái cục treo này nó vừa lớn mà nó vừa dài. Vừa mai. Giữ gìn sức khỏe nha. Giữ gìn sức khỏe nha. Rồi mình sẽ lấy một cục treo hơi lớn và mình hồi nãy mình vẽ cục treo nhỏ, mình vẽ cái giọt nước nhỏ thì mình cầm như vậy. Nhưng bây giờ mình đi một 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 cái đường dài thì mình phải cầm lùi ra xa nha. Mình lùi ra đây một chút xíu ha. Rồi. Lùi cái cọ ra là mình sẽ làm được thôi ha. Rồi mình làm gì mình cũng phải có điểm tựa ha. Rồi mình để mạnh xuống nè. Mình để mạnh xuống nè. Đó, thấy cái tay trái của Mary á, Mary từ từ Mary xoay cái móng không? Tức là tay phải và tay trái đều phối hợp nhịp nhàng với nhau ha. Rồi. Tiếp tục. Đó, mình lại lấy một cục treo nhỏ thôi. Đó, mình lấy một cục treo nhỏ rồi bắt đầu là mình đi một cái nét kép nữa đó. Thấy chưa? Rồi. Ở đây là mình cho nó vòng qua. Đó, kéo nó qua. Ở đây là mình cũng có một cục nhỏ nhỏ treo nhỏ một cái giọt nước luôn. Đó, rồi. Rồi mình lấy một cục treo nhỏ hơn. Cục thứ hai thì luôn luôn nó nhỏ hơn nha. Rồi. Mình cũng đánh cái phần này ra cho nó mỏng mỏng. Rồi. Ở đây thì mình cho một cục treo nhỏ nữa. Kéo mạnh xuống. Rồi mình đặt vô là mình kéo mạnh xuống ha. Rồi ở trên đây mình có hai cái lá. Mình có hai cái giọt treo nó nhỏ 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 nè mọi người. Thì mình lấy cục treo nhỏ thôi mình cầm xa cái cọ ra. Đó. Đó, thấy chưa? Hi Mary. Jen Nico, Maria, thank you Nico nghe. How are you? Đó, rồi mình vẽ vô là nó sẽ được cái này. Nãy cô quên tăng Thị Nhung. Vân tăng Thị Nhung vô đi. Cho Thị Nhung nó. Cô kiếm được cái mẫu mà cọ bảng con bướm này đẹp lắm. Để cô lát nữa cô rảnh rảnh cô lên mẫu cho lớp. Rồi, đây là mọi người. Ví dụ như mọi người thấy như vậy ok rồi thì mọi người không có vẽ nữa nha. Còn nếu mà cảm thấy nó muốn làm cái đường này thì mọi người kẻ xuống thôi ha. Nhưng mà thật ra kéo cái đường này là mình cũng khó lắm đó. Cho nên là mọi người cứ tập trước cái mẫu này cho Mary đi nha. Rồi từ từ Mary sẽ hướng dẫn. Biết sao mọi người mà mới tập á, mà mình cho mẫu khó quá cái mọi người học á, cái mọi người bị nản á nha. Thì bây giờ cái này nó đã xong được một mẫu nè. Đó, cái này nó đã xong được một mẫu nè, mọi người lại cho đi hơ ha. Đó. Rồi tiếp tục. Đẹp quá Kim Kim Phương Trương. Chị cảm ơn nha, Mary cảm ơn nha. Rồi bây giờ là mình lại vẽ tiếp một cái mẫu khác nữa ha. Cái mẫu này thì nó bây giờ Mary cho cái mẫu này đi, cái mẫu này nè. Tập đi nè. Rồi. Đi cái mẫu này cũng hay nè. Đó. Hoặc là đi cái mẫu trên đây. Trong mấy mẫu này mọi người thích cái mẫu nào? Mọi người thích mẫu nào comment.
các em yêu của Mary đâu hết trơn rồi? Các em yêu của Mary đâu rồi? Đây nè, mọi người thấy nè. Đó, khi mình chỉ cần mình tập vài mẫu như thế này thôi là mình đã có thể mình kiếm tiền được rồi đó mọi người. Đó, thấy chưa? Mary thật ra kia vẽ cái này Mary vẽ chừng dạ cái treo của Mary là treo hiệu gì á gì? Đây. Treo của Mary là hiệu này Mary có bán nè. 35.000, 35.000 một hũ. Trời ơi, em mới ngủ dậy quên mất Thảo Trân. Mẫu Thu Hiếu, mẫu thứ mẫu 3 từ từ tay phải qua đi cô. 1 2 tay phải là bên đây, 1 2 3. Mẫu này đúng không? Mẫu này đúng không? Dạ cái chị Phương Trương ơi, cái sơn nền này không phải là Mary sơn đâu. Là cái này là Mary đánh nó dạng như là nhúng ombre của cái bột nhúng mới chị. Cái bột neon mới chị, mình pha ra mình dặm á nó ra được vậy á chị. Chứ Mary cái này thì Mary không có ấy. Thảo Trần, ăn sáng đi, ăn sáng thì vừa coi ăn sáng vừa coi Mary đánh. Nè chị nào vừa khen á là thật ra nó không phải nước sơn đâu chị. Mà nó là do cái nền Mary dặm á, Mary dặm bột á mọi người. Nó ra được mấy cái nền như vậy nè. Đó. Rồi, vậy thì giờ là Thu Hiếu nè. Ôi, nó bụi quá mọi người ạ. Để đại đây đi. Rồi bây giờ Mary làm tiếp ha. Cái thứ ba qua ha. Rồi ok mình sẽ lấy. Bây giờ thì cái này là Hiếu, các mọi người nè, đúng không? Thì cái này mình sẽ đi cái sườn trước, mình sẽ đi trên này trước nè. Mình sẽ đi trên này trước. Và mình nhắm nó là khoảng hơn phân nửa một xíu. Đó mình đi cái phần này lên trước. Ha, rồi mình đánh hoặc mình đi nè, mình đi từ đây cũng được, nó không sao hết, cái này rất là dễ. Bố cục này cũng không khó ha. Rồi, bây giờ nè, mình sẽ để mình cầm xa ra nha Hiếu. Đó, mình vẽ qua. Rồi. Rồi mình lại để mình lấy một giọt gel mình để xuống. Mình đi mạnh qua rồi bây giờ mình nối. Nối qua. Lượn qua lượn lại, đó. Thấy chưa? Rồi ở đây là mình kéo. Ở đây là mình kéo qua. Rồi. Rồi mình tiếp tục ha. Mình sẽ đi những cái nhánh nhỏ ở dưới nữa. Mình cũng lấy một cục gel nhỏ để mạnh xuống. Đó, mình để mạnh xuống. Ở đây thì mình cũng cho lùi lùi dần xuống, lùi dần xuống. Đó, nó đánh như vậy. Rồi. Ha, mình đã được một cái sườn rồi ha. Rồi, tiếp lên cao nữa. Thì ở đây là mình cho nó một cái mình cứ kéo những cái đường này ra cho nó dễ thương. Kéo nó nhẹ 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 ra. Đó, ha. Rồi. Bây giờ mình đi lên đây mình đánh ha. Mình đi lên đây mình đánh nè. Mình để xa nè. Để mạnh xuống. Mình hơi lựa cọ qua, mình hơi lượn cọ qua. Trời ơi Ngân, Trang Hương em vô trễ rồi. Đâu, Mary cũng mới vẽ à. Ngân khỏe không Ngân? Ở bên đó mấy giờ rồi? Rồi bây giờ cái phần này là mình lại lấy một cục treo ha. Mình kéo từ ở trên này mình kéo, mình hơi kéo xuống. Rồi mình kéo xuống là mình đưa vô. Nhấc nhẹ cái cọ về. Đó. Rồi bây giờ cái này là mình kéo cho nó ra. Ha, rồi. Mình lại để một cái nhánh nữa. Mình để mạnh xuống nè. Đó. Rồi, mình lại lấy một giọt treo nhỏ nữa thôi. Ngân cơm chưa Ngân? Ngân cơm chưa vậy mà vô vậy hả? Chắc cũng mới đi làm về. Ủa, như Ngân đang ở New York. Hồi nãy Maria cô mới thấy Ngân chụp hình đâu ở New York đó đúng không? Em bình thường là em ở Virginia đúng không? Hôm nay Ngân đi chơi hả?
Đi, chào em. Khỏe là ok rồi, đi chơi nhưng mà cũng giữ gìn sức khỏe nha Ngân. Rồi, bây giờ là mình lại bỏ một cái giọt nước dài vô đây. Đó. Thấy chưa? Rồi mình cho nó một chút xíu đây. Mình hơi banh nhẹ nó ra thôi. Rồi, mình lại cho. Cái khu vực nhà Ngân với nhà cô đang nguy hiểm quá trời, có nghe người nhà nói không Ngân? Đoạn mà giáp Ni Sư Huỳnh Liên đó ghê lắm mọi người, biến chủng rồi, tiếp tục nha. Ok em, rồi bây giờ mình lại vòng xuống đây ha, mình vòng xuống đây, mình để mạnh xuống nè, mình đi lượn qua nè, đó thấy không? Rồi đó, mình kéo mình đánh lên ha. Rồi mình cho cái này nó quẹo vô bên trong. Rồi ở đây mình cho một miếng ở đây đó, cho nó một cái nếp kép luôn. Và ở đây thì nó có một cái giọt nhỏ đó. Ở đây thì nó hơi chóng, nãy mà đi đánh nó hơi tuột xuống. Rồi. Đơn giản không, mấy cục vàng. Trời, nhà em bị cách ly luôn rồi hả? Trời chết rồi, đúng rồi, ngay điểm nóng luôn á Ngân. Ngay cái điểm nóng luôn á. Rồi ở đây á thì mình thích thì mình cho nó một cái ngoéo nha. Mình vòng nó qua ha. Mình vòng nó qua. Vướng cái điện thoại khó ghê. Không phải Ngân, cái này là bột á. Cái này là bột chứ không phải là gì đâu nha. Rồi mình đã được một cái mẫu khác nữa nè. Đó, ở đây thì mình cho thêm mấy cái đường nhỏ nhỏ thì nó sẽ đẹp hơn á. Cứ nó trống thì mình cho vô thêm, nó trống thì mình cho vô thêm. Ủa Mai, Mai còn đó không Mai? Rồi, mình đem cho hơ ha. Xong rồi. Rồi mình sẽ làm thêm, mình sẽ đi thêm nhiều mẫu nữa nha. Kiếm cái mẫu nào nó đơn giản á để đi cho mọi người dễ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cái mẫu này. Mình sẽ chấm ở đây nha, mình sẽ chấm ở đây một cái điểm để mình đi. Rồi mình sẽ đi. Rồi mình sẽ đi một cái điểm dài. Đó, mình khi mà mình vô là mình sẽ lấy một cục treo nha mọi người. Mình mới đi được nha. Rồi mình đây mình banh ra luôn. Rồi mình xoay vô đây, mình kéo cho nó mấy đường. Đó, mình tém cho nó mấy đường ha. Rồi. Cho nó nằm ém sát 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 vô. Cái, tức là khi mình gần thu cái cọ lại á, thì mình Ok Mai, mê hả? Mê. Mai có mang theo dụng cụ theo không vậy? Hay là đưa cho Vân hết rồi. Rồi, mình lại quay bên đây. Mình lại quay trên đây. Đó. Đó, mình bo nó tròn xíu ha. Rồi mình mở cho nó rộng ra. Rồi mình kéo những cái đường. Đó. Nó sẽ có những cái đường như thế này. Mình kéo qua ha. Rồi. Mình lại đi. Mình để mạnh xuống nha, mình để mạnh tới mình kéo qua. Đó, thấy chưa? Rồi. Rồi mình lại đi qua đây.
mình để cho nó xa một chút xíu đó, rồi mình mở cái đường này ra một chút, to ra đặng chi để mình, cái mẫu này là mình có kéo những cái sợi đơ mảnh mảnh bên trong á mọi người, đó nó cũng ra cái kiểu dễ thương lắm nha. Đó rồi ở đây mình cho giọt treo nhỏ nhỏ nè xa ra đó, rồi ở chính giữa, bây giờ ở chính giữa mình đánh chính giữa nè, nghía màn hình đó, rồi banh cái chỗ này rộng ra. Rồi ở trong đây nó còn treo đó, mọi người không cần phải lấy treo đâu. Rồi kéo nè, kéo nè, đó. Rồi mọi người kéo cái này cho nó nhọn ra một xíu. Rồi ở đây mình sẽ cho một giọt treo nhỏ, mình giọt treo nhỏ nè, đó. Kéo lên đây một một giọt treo nhỏ nhưng mà nó dài. Rồi thấy không? Ok. Rồi bây giờ mình lại quay ngang cái chỗ này. Mình cho nó một giọt treo nhỏ. Đó. Rồi mình cũng cho nó một cái nét kép luôn. Rồi. Mình vòng lên đây. Rồi xong. Mình lại cho nó một cái giọt treo nhỏ nữa. Đó. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ quay quay xuống đây. Quay xuống đây là mình cho nó một cái giọt nước ngược lại. Đó, cho nó một cái giọt nước ngược lại. Rồi mình cũng đánh cho nó một cái nét kép. Đó, rồi mình kéo. Kéo hai sợi cũng được, kéo một sợi cũng được nha mọi người. Rồi. Xong rồi là mình lại đi cho nó những cái giọt treo nhỏ nhỏ như này nè. Để mạnh xuống, kéo ngang qua. Đó. Rồi mình lại kéo ngang qua luôn. Đó. Thấy chưa? Rồi ở đây mình cũng cho mình nghiêng cái móng của người ta ra là mình đi được hết nha mọi người. Đó. Mình đi như vậy là nó có thêm được một cái mẫu nữa ha. Mọi người thấy nó đơn giản không ạ? À? Khanh ơi, Khanh còn đó không Khanh? Ừ? Khanh còn đó không? Hay là đi đâu mất tiêu rồi? Đó. Mình cho coi nó ngoéo vô một xíu. Như vậy cũng là ra được một cái mẫu rồi nha. Ok em à... Đẹp quá trời hả Khanh. Đẹp thì Khanh phải học đó nha. Ok Khanh. Erika. Hello, how are you à... Dung Nguyễn xịn sò. Cảm ơn em. Sexy quá. Trời giờ cô mới thấy nè. Chào em. Trang Phương nè, Trang Phương nãy giờ nhìn thấy chưa? Mọi người nè, nãy em cũng lôi ra vẽ theo mà không có nổi, tại sao vậy? Đó, ngồi chút xíu với mọi người là Mary đã hướng dẫn mọi người được bốn mẫu này đó. Thấy không? Thấy nó quá đơn giản không? Bây giờ mọi người Mary cho mọi người một cái mẫu dài nha. Mọi người cho Mary cho hướng dẫn mọi người một cái mẫu dài nha, chịu không? Không chịu giờ coi thôi. Chị ơi chị vẽ chậm lại chút nhé, em theo không có kịp. À, em dạ em ở Sài Gòn, em ở Tân Bình ạ. À. Cô ơi hôm nào cô làm lại mấy cái mẫu ông rê bột hay treo đi cô. Ok em. À, Thu Hiếu ok ha. Ok ha. Vậy thì bây giờ Mary sẽ làm lại ha. Đi chậm lại nhưng mà à, em biết sao không? Cái này mà đánh nó chậm quá, thật sự giống như mình đi xe, mình đi tốc độ vừa thôi mà mình đi chậm quá, nó bị cứng á mọi người. Thật ra là lên mẫu như vậy là Mary đi chậm là Mary đã bị giảm cái độ đẹp rồi. Thì thôi được rồi, để Mary sẽ cố gắng đi chậm lại cho tụi em nha.
Ok không? Chiều tụi em hết mực luôn á. À, Ngân ơi, vậy thì để ngày mai á cô làm lại cho Ngân nha. Cô làm lại cho Ngân rồi có gì Ngân coi nha. Rồi, ok, bây giờ cô đánh chậm lại nha. Bây giờ cô đánh chậm lại nè, rồi. Rồi, Marie sẽ cho một cái điểm, Marie sẽ cho một cái điểm ngay đây đi. Rồi, Marie cho một cái điểm ngay đó ha. Cái mẫu này cũng cũng giải thích mấy lần rồi đó. Rồi, bây giờ là Marie sẽ cho một cái cục gel. Ví dụ như một cái mẫu như thế này, một cái mẫu như thế này thì Marie sẽ đánh làm sao? Mọi người tưởng tượng đây là hai cái nửa hình chữ C nè. Đây là nửa nửa hình tròn nè. Thì mình sẽ đi cái phần này trước rồi mình đi cái phần này sau ha. Rồi bắt đầu cái phần cuối này là mình mới đi sau cùng. Ha. Ok chưa? Hà bi. Gel vẽ bao nhiêu vậy cô? Hũ này 35 ngàn. Đức Tú, cô Mary vẽ đẹp quá. Em học được khá nhiều điều từ cô. Thank you cô nhiều. Chúc cô nhiều sức khỏe thôi. Đừng có chúc suông. Đức Tú ơi, bé bao cô cà phê đi chứ. Trời ơi mấy đứa này nó cứ cảm ơn suông hoài. Giận ghê, giận hết sức. Bao cô ly cà phê đi, nói gì nữa. Ok nha, bây giờ nè, đầu tiên vô mọi người cũng lấy cho Mary một cục treo ha, một cục treo như vậy. Mọi người để nè, mọi người để nè, để chỉnh lại cái tay. Rồi. Để mạnh nè. Kéo nó vô cái điểm này. Đó, thấy chưa? Ok, bao giờ về cũng được. Toa xe, toa xe. Ngân. Ở trong đây có học sinh của cô nhiều lắm ha mấy bạn. Mà thường đa số học sinh của cô ở nước ngoài nhiều và bây giờ cô cũng có cái mấy mấy cái group là cũng học sinh ở nước ngoài không mà. Mà các em rất là dễ thương luôn. Rồi các anh chị chứ quên đó, các em chết luôn. Rồi bây giờ mình để rồi ha. Bây giờ mình cũng lấy một cục treo. Mình mở cho nó rộng ra một xíu. Đó, đi chậm vậy được chưa? Mấy tình yêu của Mary. Đó. Mấy cục vàng ơi. Đó, thấy chưa? Rồi mà bây giờ đến đây là mình vòng cái này cho đây luôn ha, mình vòng mình đè mạnh cái cọ xuống ha. Rồi mình lại lấy một cục treo nhỏ thôi. Mình lấy một cục treo nhỏ đặng chi mình nối nè, để mạnh xuống đây. Đó, mình nối vô ha. Rồi. Mình lại tiếp tục. Thấy mà comment mà không thấy Marie họ trả lời là Marie đang vẽ hoặc là Marie nó trôi á mọi người, nó trôi tin nhắn á. Marie kinh nghiệm rồi, Marie sẽ vuốt xuống để mà hả coi coi ai hỏi mình gì á mình trả lời đó. Rồi ở đây mà cũng một nét luôn, để mạnh xuống nha, để mạnh cong luôn á, cong luôn á nha các em, cong cây cọ luôn đó. Rồi khi mà mình cần lượng á, khi cần lượng mà những cái nét thanh gì nè thì mình đừng có đè cái lực nó xuống nữa mà mình phải lơi cái cọ lên thì nó mới đi được nha. Đó, thấy chưa? Rồi, ở đây mình cho một cục treo nhỏ. Mình để bên cạnh nó thụt xuống dưới. Đó, thấy chưa nào? Nhớ nha, mọi người xem cái mọi người share livestream giùm cho Mary đi nha. Chứ ngọng qua hả mừng lắm á, vui lắm á, tại vì giống như là mọi người ủng hộ mà mọi người cũng thương Marie nữa cho nên là hả lúc mà là tắt like xuống Marie mới thấy wow, nhiều người rất là nhiều người like cho chị Marie luôn mà Marie cảm thấy rất là vui, là tại vì Marie không có bị tình đơn phương, tức là Marie thương mọi người cũng thương Marie, cái gì mà hai phía là nó đều rất là bền nha mọi người, đừng có để Marie tình đơn phương. Rồi bây giờ mình để đây mạnh chút xíu nữa, là một nét nữa nha, một nét nữa là mình kết thúc luôn á, bên đây á, cái phần bên đây á. Rồi đó, rồi mình đã được một cái cụm ở trên đây rồi ha. Rồi giờ ví dụ như mà trong cái quá trình vẽ như vậy, Loan Nguyễn hai em, Hằng Mỹ Ngọc Tăng chậm vẫn không làm được khó, chậm vẫn không làm khó được cô. Ok, rồi bây giờ mình qua xuống đây ha. Mình sẽ cho cái nét này nó nằm ở đây. Mình vòng qua. Đó, thấy chưa? Mình cho nó vòng qua.
mình khi mà mình đặt lực vô mọi người nhớ nha, đặt thiệt là mạnh rồi mới từ từ dỡ cái cọ lên đi. Rồi những cái khúc cua như vậy đó thì cái lực của cái cọ mình đó nó phải nhẹ, nó không được đè cái lực xuống, tại vì tụi em đè xuống là tụi em không có đi được ha. Lúc nào cần đè là đè, lúc nào là cần phải lơi nó lên là phải lơi lên thì mình mới đi được nha. Đó rồi, ở đây là một cục treo nhỏ. Cục treo nhỏ thì mình sẽ lấy một cục treo nhỏ thôi, để mạnh xuống này kéo ngang qua. Đó, cứ để mạnh xuống này kéo ngang qua là được. Ok, ở trên đây nó có một cái nét kép nữa, cái mẫu của nó là có nét kép nữa. Mọi người ơi, mọi người có biết tại sao mà cái mắt bên tay trái nó cứ giật hoài không mọi người? Cái mắt bên tay trái giật có bị xui gì không? Sao mà Mary bị giật quá, giật quá trời quá đất luôn á, giật mà khó chịu luôn mà mình vẫn ngủ được, chứ mình đâu phải là mình không ngủ được đâu. Rồi ở đây mình vòng cái, thấy không, vòng cái cho nó ok ha. Rồi bây giờ mình đã được nửa cái phần trên rồi đó mọi người. Bây giờ là vậy, Mary cho hơi nha. Nếu như Mary quay mà Mary không có bị vướng cái điện thoại thì Mary vẽ luôn. Nhưng vì mà bây giờ Mary bị vướng điện thoại, sợ tì cái tay á, lát cái tay Mary nó chạm lên cái phần trên á là Mary sẽ bị đụng vô cái phần treo á, cho nên là Mary cho hơi nha. Chị ơi, mắt giật là chị mới mỏi mắt. Thiệt không? Thiệt không Tú? Sắp có đồ ăn hả? Tôi chờ nha. Nam trái nữ phải nên cô yên tâm. Ok em, báo sư học neo nha mấy đứa, mấy chị. Em đang tình đơn phương Lan Nguyễn dễ sợ. Mình có xoay tay khách có em mà, CC Watch có em nè. Cái tay á, cái tay thì em nghiêng qua nè, em nghiêng qua được hết và em hơi nghiêng cái người em qua luôn nè. Nhưng mà có điều là em không thể nào á mà em lật ngược cái tay, em lật ngược cái tay em không có thế để vẽ nữa. Bởi vậy cho nên khi mà vẽ đó Marie á, là đây đây em sẽ tưởng tượng đây là cái ngón tay này, em có thể nghiêng qua, em nghiêng qua, nhưng đặc biệt ngược lại là như vậy là không được. Em ngược lại như vậy là không được, em chỉ có thể nghiêng qua bên trái, nghiêng qua bên đi phải và em nghiêng cái người em theo luôn thì ok nha. Giật 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 hai mắt luôn là sao Tú? Là vừa có ăn vừa có đi chơi luôn đúng không? Tại cái mẫu này nè Mary đang bị vướng cái máy á, lỡ mà Mary đưa đưa cọ nè, xong rồi cái này của Mary nó ẻn vô đây một cái là nó thua, hiểu không? Mary phải cho đi hơn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới, mình sẽ đi xuống dưới mình vẽ nha. Đây là một cái đường treo nó hơi dài đó mọi người ha. Rồi mình sẽ lấy một cục treo ha, mình để cái tay như vậy là mọi người, mình để nha, để mạnh xuống. Đó, sẽ đi xuống một đường treo như vậy ha. Nếu cầm dài ra là mình đi được thôi. Rồi, bây giờ mình cho một cái nét kép luôn, mở hơi rộng một xíu. Đó, tụi em phải tập. Cái này là mình đang đi ngược cọ đó, tụi em phải tập đi ngược, được ngược cọ nha. Tại vì tụi em đi cọ mà đi xuôi á, cái lát tụi em hết biết đường đi ngược luôn nha. Là đây này, mình có quyền mình nghiêng, mình có quyền mình nghiêng tay khách nha. Đó, chứ mình đừng có bẻ tay khách, mình bẻ tay khách là bậy á, là mai mốt lỡ là mình lên lên mẫu là mình lên được đâu. Để ở đây một cục treo nói nó vô đó, ok chưa? Rồi ở đây mình cho men theo những cái đường này nè, biết sao mà chưa đặt vô không, đầy nghía nghía màn hình đó, cho nên nó bị chậm một nhịp. Rồi hồi trước hai bị người ta chọc là ngước gì, ngước con mắt bên phải, giật con mắt bên trái là hai mắt bị bầm gì á, có nó có cái quảng cáo gì á mọi người. Đó, rồi để vô như vậy là mình đã được một bên này ha. Ông Rê Lan Nguyễn lật không được thì bẻ luôn cô. Chỗ nhỏ chơi bạo lực thiệt. Ông ghê gì mà đẹp một cách giả mà.
Để ngày mai đi, ngày mai cô làm lại cho bé Ngân coi nha. Trời ơi, cưng Ngân dữ lắm luôn á, biết Ngân nó có cưng mình sao mình cưng nó dữ vậy trời. Rồi bây giờ mình đi lên đây ha. Mình để ở đây một giọt gel. Đó. Mình để nghiêng qua. Đó, mình để nghiêng qua. Mình kéo cho nó sâu vô. Đó. Mọi người thấy không, để nghiêng cọ nè. Mình vẽ là mình phải vẽ được nhiều hướng cọ nha. Chứ mình vẽ mà mình vẽ cọ mà không có được á là mình không có để được đâu nha. Rồi ở đây mình cho một giọt gel nhỏ. Đó, mình sẽ đánh ngược nó lại. Rồi một lát nữa là Mary xong cái mẫu này là Mary cho đánh ngược lại nha. Rồi, cho mọi người đi lại căn bản. Cứ vừa đánh và vừa ôn bài cho mọi người luôn. Rồi bây giờ cái móng này ở dưới nó còn dài nè, mình sẽ đánh cho nó ôm chưa. Đó, thấy chưa. Cứ cuối bài là Mary sẽ cho ôm lại một chút xíu. Tại hôm nay Mary không có lịch dạy cho nên là Mary lên chơi với mọi người đó. Mấy bữa buồn á, lo sợ, chả có làm được gì hết á. Ngồi nó bãi hoải lắm mấy đứa. Chứ nghe chỗ này người kia bị hốt đi, rồi nghe chỗ nọ là bị phong tỏa. Rồi hôm nay là hả, thôi rồi thấy sợ quá, không không biết phải làm sao luôn á mọi người. Bây giờ là đói thì ở trong nhà thôi. Đó, mọi người thấy Mary hoàn thành được một cái mẫu không? Đánh chậm lắm á, nãy bé nào, nãy cục vàng nào của chị Mary nói là vẽ chậm lại. Chị Mary vẽ rất là chậm luôn á, chị Mary đâu giấu nghề đâu. Chị Mary chỉ giấu mặt thôi, tại mặt chị Mary không có được đẹp. Chị Mary chỉ giấu mặt thôi. Đó, ok ha. Đây là một cái mẫu dài. Rồi, nãy giờ là mình ngồi mình vẽ được 5 mẫu rồi. Thì bây giờ Mary sẽ cho mọi người đi lại cái những cái đường căn bản này nha. Đó, mọi người sẽ phải đi được những cái đường căn bản này. Ok. Thì bây giờ Mary sẽ Loan Nguyễn đẹp quá, mãi để cô trong tim. Trời ơi, cưng hết sức à, biết bao giờ mới gặp lại Ngân. Ngân ơi, em ít khi vẽ nên giờ lục nghề rồi cô ơi, chắc mai em tập lại, tập đi Ngân nha. Erika Lindo love you Erika, sorry Maria don't speak English, sorry. Rồi xong ha, mình sẽ có những cái mẫu như vậy rồi ha. Lát nữa Mary sẽ post ở dưới. Cô giấu mặt khi nào mới like thấy mặt đây cô. Thôi cô mà để cái mặt cô ra mới công mấy đứa lật mặt cô. Rồi bây giờ nè ha, bây giờ là các em là sẽ phải đi được như thế này cho Mary ha. Các em sẽ lấy một cục treo vô, là các em phải lấy một cục treo, các em để mạnh xuống nè, để mạnh xuống, cong luôn cái cọ luôn, cong luôn, rồi bắt đầu từ từ lơi lực lên, lơi cái lực lên đó, mình sẽ được một cái giọt nước. Rồi mình sẽ lấy cục treo thứ hai, mình sẽ đi được bốn hướng ha. Nè, đây là hướng ngược lại, để mạnh xuống nè, để cong luôn cái cọ luôn, rồi bắt đầu từ từ nè, từ từ đi lên nè, rút cái cọ lên nè, nhẹ lực lại, đó là mình sẽ được cái giọt nước thứ hai. À, cô có thể chỉ vẽ con bướm không cô? Được chứ, nhưng mà con bướm thì là con bướm 3D, thường cô hay vẽ bướm 3D chứ cô lại không có vẽ bướm mà ấy, bướm treo thì cô ít có vẽ, để nó đơn giản quá, cô thường cô đánh ông rê không à. Thì từ từ nè, từ từ để cô ấy nè. Rồi rồi bây giờ nè, tụi em cứ tập được những cái nét này đi nè, thấy không, thấy thấy cô đặt lực mạnh lắm á đó, thấy không nè. Giờ cô để là Mary để nè, Mary để cho mọi người thấy là cái lực nè, Mary để nha. Mary để vậy mọi người mới thấy được cái lực này nha, nhìn nè. Để mạnh xuống. Rồi bắt đầu nhấc cọ lên. Đó, thấy chưa? Thấy Mary để cái lực không? Cong luôn cái cọ luôn á mọi người, cong luôn. Cong vậy luôn nè mọi người. Cong vậy luôn á, Mary để vậy luôn á nha. Thì nó mới ra được nha. Chứ mọi người để hời hời nó không ra được. Nguyễn Thương trời ơi, không cô không lại em chịu ấy nha. Rồi
Đây là bốn cái dấu hỏi, bốn cái giọt nước nha, bốn cái giọt nước mà mọi người sẽ phải làm được cho Mary nha. Rồi, đây là cái giọt nước bên tay trái hướng qua, đây là một cái hướng thuận. Để mạnh xuống rồi nhấc nhấc cái đít lên đó, mình sẽ được một cái giọt nước. Mình vẽ giọt nước, mình vẽ hoa văn á là nó có phải có nét to, nét nhỏ, gọi là nét thanh, nét đậm á mấy đứa. Mấy mấy mốt mấy em mà học thư pháp đó, mấy em cũng phải biết biết làm mấy cái này ha. Rồi đây là cái ở dưới, cái phần dưới móc lên nè đó, cái phía dưới mà nó đối xứng lại đó đó, các em phải sao phải vẽ được như vậy đó, thấy chưa? Các em cứ luyện đi, luyện là được thôi nha. Rồi bây giờ là cái giọt nước bên tay trái đánh kéo về, bây giờ là mình đánh một cái giọt nước, hai cái giọt nước mà ngược lại nè. Bây giờ mình để mạnh xuống nè, cong kéo ngang cong lên nè, thu cái cọ thu lực về nè đó, mình sẽ được những cái dấu như thế. Mọi người ơi, mọi người có thương Mary không? Ở đây cũng vậy luôn, để mạnh xuống đó. Đó, thấy chưa? Thương Mary thì cho Mary một lượt share nha. Trời, giờ này tôi hay gài hàng lắm. Đó nè, ok ha, đó mọi người sẽ nhìn rất là dễ nè đó. Rồi rồi bây giờ là Mary sẽ tại vì tất cả những cái nét á mọi người, nó sẽ từ những cái căn bản này ra thôi, nó không có cái gì khó hết trơn á, nó không hề có gì khó hết. Mình phải đi được cái nét to, nét nhỏ, nét thanh, nét đậm. Xê xì quách, thương lắm cô ơi, thương thì là cho Mary một lượt xe đi. Rồi rồi bây giờ nè, Mary sẽ làm nè ha. Có phải đây là cái dấu căn bản không đấy đó? Rồi từ những cái nét ra đó, nó sẽ ra được những cái khác, những cái mà rất là dễ thương. Đó, mọi người nhìn thấy nè, nó cực kỳ là đơn giản nếu như mọi người đi được những cái nét đó. Thấy chưa? Tập á, tập cho Mary đi được những cái đường nét này. Mà mình làm gì mình cũng phải có điểm tựa nha. Nguyễn Thị Hồng Phúc, thả tim cho cô hả? Ở đâu mà giờ mới vô nè, thích coi like của cô mà giờ mới vô. Chắc nãy giờ là ngủ nướng phải không? Khét lẹt luôn rồi phải không? Rồi, để mạnh xuống nè. Đúng không? Mọi người thấy không? Rõ ràng đây là toàn là những cái giọt nước mà nó hình thành không á. Nó hình thành lên một cái mẫu của mình á. Đó. Mình tập cọ, mình tập cầm cọ cho nó nhẹ nhàng, cho nó vững á, là mình làm gì cũng được hết nha. Đó. Đó. Mọi người thấy chưa? Tất cả cái này á là nó cực kỳ mà căn bản nha. Mình mới vô mình đừng có ham ham, mình đi những cái mẫu nó rắc rối. Trời ơi, đừng đừng nha. Đừng bao giờ đi những cái rắc rối. Tại vì á hả, mình thấy nó đẹp vậy á mà mình không đi từ ABC, học sinh đi học còn phải học từ mẫu giáo học lên mà. Thì hả, mình mà khó quá là mình vô cái mình bắt ngay cái bài khó mình vô thì nó sẽ rất là khó, và từ đó nó sẽ làm cho mình nản luôn á mọi người nha. Cho nên là mọi người sẽ phải đi những cái bài nó căn bản như Mary nè đó. Khi mà mọi người vẽ là phải tì một cái ngón út xuống nha, tì một cái ngón út xuống nè. Mọi người không tin phải không? Không tin Mary nói nha, không tin Mary lành, Mary nói cái này cho mà coi nè, là từ những cái này nó sẽ ra những cái hoa văn rất là dễ thương luôn đó. Thấy chưa, mọi người thấy không? Mình đi á, mình sẽ phải học tập từ từ, mình mới lên từ từ, chứ mình đi cao quá cái mình đi không nổi, cái mình bỏ luôn là không có được. Mình phải mỗi một ngày mình tập một chút xíu để mà nhưng mà cái vẽ này là mọi người biết làm sao không? Khi mình cảm thấy mình mệt rồi đừng có cố nữa, dẹp nó đi, dẹp nó qua một bên, để nó qua một bên đi. Rồi một lát nữa hay là ngày mai gì đó mình sẽ phải ngồi vô mình đối phó với nó tiếp,
thì từ từ nó sẽ nó sẽ giảm cho mình những cái khó khăn đó mọi người nè. Tập như vậy rồi mọi người tập vậy luôn đi đó, nhưng mà không có được, chỉ được nghiêng thôi nha, không có được xoay nha, chỉ được nghiêng thôi chứ không có được xoay đó. Mình sẽ phải vận dụng làm sao cái khả năng của mình cầm nghiêng, cầm tới cầm lui đó mọi người thấy không, từ những cái dấu đó nó sẽ ra được những cái chuyện này đó, thấy chưa, thấy Mary vẽ những cái đường để mạnh xuống nè, rồi nhấc cái lực lên nè đó. Rồi bây giờ là mình thí dụ nó ba cho ba cái giọt nước như vậy thì mình sẽ để cái chính giữa trước mà nó ra một xíu, hai anh kia anh sẽ phải lùi xuống và nó nhỏ hơn đó, mình cứ chấm phẩy như vậy á. Có nhiều bạn á, gửi bài cho Mary á, mà Mary chưa có, Mary sáng mới ngủ dậy lo làm công việc á, rồi đi vô live stream luôn cũng chưa có trả lời lại được nữa, để lát Mary mới chấm điểm chỉnh bài. À, phải chỉnh bài cho người ta là không có được sơ sài đâu, chỉnh bài cho người ta là phải coi đàng hoàng và phải đánh dấu vô chỗ nào chưa được, chỗ nào được, chỗ nào chưa được để cho người ta biết đường người ta sửa đó. Đó là những cái mà gọi là nhiều khi đâu cần phải có tiền mới đi làm từ thiện được đâu mấy đứa, nhiều khi mình làm vậy là mình cũng hả giúp người ta được đó, là mình đã được ơn rồi đó đó đó. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không, từ những cái này, từ những cái này, ủa sao không thấy comment nữa ta, hình như không ai muốn nói chuyện với Mary nữa đó. Là mọi người thấy không, từ bốn cái dấu này thôi mà mình vẽ ra nó có những cái nó dễ thương không mọi người. Cái này nằm chính giữa ha, cái này nằm chính giữa ha, xong rồi hai bên đó mình cho những cái đường đó, nó nhỏ nhỏ xuống nữa là nó thành một cái mẫu rất là đẹp nha đó. Mạng hôm nay có bị lag không mọi người, hay là mọi người sao sao học trò của Mary đâu hết trơn rồi. Rồi mày, bây giờ ok mọi người không có ấy nữa đúng không? Mọi người xong rồi đúng không? Thì có muốn Mary có muốn Mary ấy nữa không? Có muốn Mary like nào tiếp không? Thì Mary ô nó bị ẩn comment mọi người ơi. Em Hương Đỗ, em cảm ơn chị. À vậy em dễ hiểu hơn ạ, à, nhờ những nét đơn giản này. Dạ đúng rồi đó chị. Thì Mary nghĩ cũng đơn giản lắm, giúp được ai á là mình đang đang là cũng như mình đang giúp mình đó chị. Em bị lỗi hoa năm cánh là cô, hoa năm cánh tức là à cái chia cái hoa hả, chia cái cánh hoa hả, chia cái cánh hoa đúng không, hồi nãy giờ nó bị à, đây đây là bây giờ là cô vẽ lại cái hoa năm cánh cho Ngân nha. Ví dụ như cái hoa năm cánh là như thế này nè Ngân, thì bây giờ là Ngân Ngân có một cái điểm này đúng không, thì bây giờ là Ngân vẽ như vậy đúng không, vẽ mình sẽ vẽ như thế này rồi. Thì cái khó, cái mà mọi người hay mắc phải là gì, ừ ok, vâng, cái mọi người hay mắc phải là gì, tụi em phải hiểu được đây là một cái vòng tròn, hoa năm cánh có phải là nó là một cái vòng tròn không, mà tụi em vẽ hồi có tụi em thay vì nó là nó đi đây thì em phải chấm ngay đây, em phải chấm ngay đó để mà em đi em tuột vô, em tuột rồi cái này từ từ nó tuột nó ép vô thì nó chỉ còn có bốn cánh, diện tích nó chỉ còn có bốn cánh thôi. Thì bây giờ là nhờ Ngân nói cho nên là Mary sẽ hướng dẫn tiếp. Cái hoa năm cánh ha, cái hoa năm cánh này nó nằm xéo xéo cũng dễ thương lắm nè, kéo ngang qua đó mình sẽ phải tưởng tượng được đây cái hoa năm cánh nó là một cái vòng tròn, thì cái vòng tròn đó thì mình phải án chừng mình án chừng riết cái mình quen cái là mình chia nó được thôi, chứ không có gì khó hết Ngân ha. Rồi đây mọi người ha, thí dụ như là mọi người sẽ lấy cái cọ ha, mọi người là án chừng ngay đây đúng không, rồi vậy thì cái này nó sẽ nằm ngay đây đó, chính xác là do em lùi á, thay vì em hay bắt từ đây em bắt từ đây em thụt vô, càng ngày cái mẫu của em á nó càng không còn đủ chỗ nữa, Ngân hiểu không, tại vì em lùi vô trong cái tâm nhiều quá nó. Đó mình sẽ vẽ như thế này, ai thả like cho Mary
Rồi bây giờ là bây giờ nó khó quá mọi người. À, Paris sẽ đáng là nó không còn chỗ nữa. Ok, thì ở đây là nó sẽ là cái tâm của em nó nằm đây. Đúng không? Em đừng có lùi sâu vô quá. Em lùi sâu vô quá là lát nữa cái hoa của em ấy, cái diện tích nó đang bị thu hẹp dần rồi. Đó. Thì có phải là từ đây đến đây có phải là cái điểm nó nằm đây không? Đây là một vòng tròn. Đó, thấy chưa? Có gì đâu Ngân, trời ơi có khó khăn gì, cựu học sinh của cô mà. Rồi rồi bây giờ là Marie đã để đây nha, tại vì Marie đang bị vướng cái tay mấy cái chỗ kia, nó không có chỗ kê đó. Có phải là đều chưa? Hả, hoa năm cánh đều chưa nè, đúng không? Rồi bây giờ là mình đi tiếp luôn, bây giờ mình chấm cho nó cái nụ nè, mình chấm cho nó cái nụ đó. Rồi ha, mình đi những cái lá nè, mình đi những cái lá nha, cái lá là mình đi như thế này, mình để mạnh xuống luôn, kéo nó xuống đó, thấy chưa, kéo những cái lá nhỏ. Cái bài này thì nhớ đúng không? Đó là mình kéo nó lên. Đó. Thấy chưa nè? Rồi. Mình ở đây mình cũng cho nó những cái lá như vậy luôn, nó nằm xéo xéo đó. Nó nằm xéo xéo nha. Những cái bài vẽ treo này nó hết sức là ứng dụng luôn á mọi người. Đó. Kéo nó vô. Rồi. Ở đây mình cho nó một cái phẩy cũng được nữa. Rồi xong. Rồi ở đây mình cho nó một cái nụ. Ở đây mình cho nó một cái nụ ha. Ở đây mình cho nó một cái nụ. Để mạnh xuống. Đó, rồi. Mình chấm cho nó xung quanh. Ok chưa Ngân? Ok chưa? Đó, những cái hết sức cần thiết nè mọi người. Thì mọi người tập những cái căn bản này với Mary nha. Đó thì bây giờ Mary sẽ xuống live. Mọi người cứ làm theo đi, rồi ở dưới cái bài này Mary sẽ up mấy cái này nè. Up mấy cái hình này, rồi mọi người không biết cái gì hỏi Mary. Mary sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Rồi bây giờ thì chắc là tại vì Mary không thấy comment của mọi người cho nên là ok ha. Rồi dạ đẹp quá cô, khen cô đẹp hả Ngân. Ok nè, rồi vậy thì lát nữa là đây là những cái mẫu mà hồi nãy giờ mình vẽ nè, mình vẽ trực tiếp ở trên live nè. Đó thì mọi người thấy đi, là rõ ràng là những cái mẫu này nó không hề khó. Nó chỉ khó khi chúng ta chưa có nắm được cái nguyên tắc của nó thôi. Rồi lát nữa Mary sẽ cho chụp lại mấy cái này để Mary đưa lên mạng nha. Mary sẽ post ở dưới mấy cái livestream này. Đó, đây nè. Đó rồi. Vậy thì bây giờ là Mary sẽ tắt like này nha. Ok. Rồi, Mary chúc mọi người là làm giỏi nha. Cảm ơn cô, có gì đâu Khanh, có hết dịch à, mình gặp lại nha. Rồi bây giờ Mary sẽ thoát khỏi cái livestream này ha. Rồi để coi lát chiều á, thể coi mà ok thì Mary sẽ hướng dẫn lại cậu bạn nha. Ok, chào mọi người, chúc mọi người may mắn nha. Mọi người giữ gìn sức khỏe nè. Bye bye, bye bye. Như ý. Chào em nha. Maria chào tất cả mọi người nha. Rồi, bye bye.